Vì sao chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Chủ tịch không suôn sẻ? Truyền thông nhà nước đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên là đến Lào và Campuchia sau hơn một tháng ông tiếp quản vị trí người đứng đầu của nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 theo lời mời của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào và Quốc vương Campuchia. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ được cho là thủy chung với Lào, quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia trong thời gian qua đã có rất nhiều nghi kỵ khi Campuchia nhiều lần không giấu giếm ý đồ khiêu khích Việt Nam. Gần đây, với việc Phnom Penh cho Bắc Kinh xây căn cứ hải quân riêng tại nước này và cho khởi công xây dựng kênh đảo Funan nối từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan, khiến cho quan hệ hai nước trở nên hết sức căng thẳng. Khi bối cảnh địa chính trị trong khu vực đã thay đổi, Campuchia ngày càng trở thành đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Lào cũng đang ngày càng phụ thuộc hơn vào tầm ảnh hưởng kinh tế từ Trung Quốc liên quan đến dự án hạ tầng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường. Việc Trung Quốc và Lào mới đây tổ chức tập trận quân sự Lá chắn hữu nghị 2024 lần thứ hai được cho là sự uy hiếp của Bắc Kinh với lãnh đạo tại Hà Nội. Theo giới quan sát, các chuyến công du nước ngoài của các nhân vật tứ trụ thường phản ánh rõ nét mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các đối tác quan trọng. Hơn thế nữa, việc viếng thăm khi mới nhậm chức là truyền thống lâu nay giữa lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng việc Chủ tịch nước Tô Lâm không bắt đầu chuyến công du đến Washington hay Bắc Kinh bởi vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh những ngày gần đây, Trung Quốc đưa tàu đánh cá vũ trang vào quấy phá vùng lãnh hải thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đã có 3 bộ đội tại Trường Sa phải hy sinh. Đài VTV vào ngày 4 tháng 7 đưa tin trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ là Đoàn Anh Tuấn, Lê Văn Tính và Trần Bá Diệu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, một thông tin khác được công luận hết sức quan tâm, từ thông tin của Đài Á Châu Tự Do là chiến hạm Hoa Kỳ đến Cam Ranh. Bản tin cho biết 2 soái hạm của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 7 ở cập cảng Cam Ranh của Việt Nam bắt đầu chuyến thăm 5 ngày. Theo đó, trên tàu có 1.000 binh sĩ, sĩ quan, nhân viên, thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết như vậy. Cũng theo thông báo này, đây là những hoạt động giao lưu với các nước đồng minh và đối tác của Mỹ nhằm duy trì chính sách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo giới quan sát, nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị lần thứ 10 của Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội. Tờ báo Nhân dân online thì cho biết Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhưng vì điều kiện không thể dự hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Các ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì điều hành hội nghị, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Điều này cho thấy sự ủng hộ đối với Chủ tịch Tô Lâm trong lãnh đạo cấp cao đã giảm đi rõ rệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Lâm không suôn sẻ? Chuyện chỉ có ở Việt Nam, tạm giam nghi can 13 năm, rồi lại cho tại ngoại, ai phải chịu trách nhiệm? Theo giới chuyên gia từ góc độ xã hội học, việc tạm giam với nghi can, bị can hay bị cáo nếu kéo dài quá thời hạn theo quy định của pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân nghi can mà còn tác động rất lớn đến gia đình họ cũng như cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 đưa tin chuyện hy hữu tạm giam 13 năm. Bản tin cho biết một bị cáo vừa được tại ngoại sau khi bị tạm giam đến 13 năm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào mời góp vốn từ năm 2010. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo Nguyễn Huy Khang, 65 tuổi, sống tại huyện Tân Yên, Bắc Giang, do xét thấy ông không cần thiết phải tiếp tục tạm giam. Qua tìm hiểu, được biết ông Nguyễn Huy Khang bị bắt tạm giam từ năm 2011 và bị điều tra truy tố xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh
Vụ án này đã khởi tố từ năm 2010, kéo dài hơn 10 năm, đã hai lần tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại nhưng đến nay vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Cụ thể vào tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, ông Nguyễn Đình Bang, cựu giám đốc công ty Trường Sinh 16 năm tù về cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng đến tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội tuyên hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 9 năm 2019, vụ án lại được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần thứ hai. Ông Nguyễn Đình Bang đã cung cấp thêm chứng cứ mới, khiến hội đồng xét xử phải chào sơ, tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 3 năm 2020, tòa án lại mở phiên phúc sơ thẩm lần thứ 3. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, Nguyễn Đình Bang 16 năm tù, đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỷ đồng và 7.000 đô la. Tới năm 2022, tòa phúc thẩm lần thứ 2 đã phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân trước đó đã bỏ trốn rồi bị bắt lại theo lệnh truy nã. Hội đồng xét xử cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp cho việc làm rõ mức độ hành vi của hai bị cáo Khang và Bang. Do vậy, tòa phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại từ đầu. Báo Pháp Luật cho biết, tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa, cả hai ông Bang và Khang đều kêu oan khẳng định bản thân các ông không có chuyện lừa đảo. Theo khoản 1 điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng, đối với tội phạm ít nghiêm trọng không quá 3 tháng, với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng, với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đối với những vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, và tội phạm nghiêm trọng không quá 30 ngày với loại tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo Thời báo Pháp Luật, luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tạm giam các bị can kéo dài đến 13 năm đã cho thấy sự thiếu hiệu quả và thiếu trách nhiệm, cũng như nhiều vấn đề phải xem xét lại tại các cơ quan tố tụng. Người xưa vốn có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, tức là một ngày tù bằng ngàn năm ở ngoài. Công luận thấy rằng việc tạm giam quá lâu đối với người bị nghi ngờ phạm tội sẽ làm giảm sút niềm tin vào hệ thống pháp lý của nhà nước, đồng thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đất nước. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chuyện chỉ có ở Việt Nam, tạm giam nghi can 13 năm rồi cho tại ngoại, ai phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.